Mọi thứ y xin chào tất cả các con nhá. Hello, hello, mọi thứ y đây. Rồi, mợ chào tất cả các bạn. Ok, mợ chào Phương Anh, mợ chào Thanh, mợ chào Hoàn Lucky, mợ chào Kim Hiền, chào Quân Anh, chào Nguyễn Hằng, chào Đức, chào Đào Công Đạt, Trang Đoàn này, Trang Hà Trang, chào Bạch Yến, chào Phương Anh. Ok, chào Nguyễn Hằng nha. Mợ thứ y xin chào tất cả các bạn nha. Ok, các con ơi, các con tag các bạn của con vào đây nhá. Đồng thời với đó là các con sẽ share buổi học ngày hôm nay lên các group và các nhóm giúp mợ nha. Share lên tường nữa, được chưa nào? Chúng ta cố gắng là thật nhiều share để mợ không xóa livestream này nhá. Được chưa nào? Các con thật là nhiều share để mợ không xóa livestream này. Rồi ok, mợ chào Phạm Kỳ này. Chào Đỗ Mạnh Huy, chào cô bé mùa đông. Chào Phạm Đình Trường, Bạch Yến. Chào Bạch Yến. Đó, ok. Ok, yeah. Theo nguyện vọng của con thì có rất nhiều bạn đã nhắn tin với mợ và có một cái nguyện vọng đó là các con đang rất là đang bị mất gốc ở cái phần hình học đúng không? Các con đang bị mất gốc ở phần hình học. Đấy, vì vậy nên là mợ quyết tâm là cái tuần này chúng ta sẽ ôn thật là chắc phần hình học, phần góc của hình học. Thế thế nào? Bởi vì góc trong đường tròn là một phạm trù, một cái chuyên đề mà không năm nào không thi. Thế nào? Các con lưu ý là không năm nào chúng ta không thi về cái phần này. Nên là chúng ta ấy thật là nghiêm túc trong buổi học ngày hôm nay giúp mợ nha. Đấy, đồng thời đó thì share bài này về tường. Đấy, được chưa nào? Cái tài liệu này thì mợ sẽ gửi cho các con rồi. Đấy chưa nào? Đấy, sau buổi học ngày hôm nay thì mợ sẽ đăng trên trang cá nhân về cái đề ngày này. Nên là các con có thể ôn hoàn toàn ôn lại được. Được chưa nào? Rồi ok, bài ngày hôm nay là góc có đỉnh ở bên trong và bên ngoài đường tròn. Tối ngày mai để nhá, buổi tiếp theo thì mợ sẽ ôn tập về góc trong đường tròn, ôn tập lại toàn bộ các góc trong đường tròn về tính chất của nó này, mô tả tính chất ra sao, được chưa nào? Mợ sẽ ôn tập hết vào cái phần đó, nên là nếu như mà đã học buổi ngày hôm nay thì nên học buổi tiếp theo nữa nhá, bởi vì là mỗi buổi mợ nó sẽ liên kết lại với nhau, được chưa nào? Ok các con nhá. Rồi, chúng ta có một phút nữa để like và share các cái like và share buổi học này lên các group và các nhóm giúp mợ. Thế nào, lớp trưởng Huế Quốc Trung ơi, con lớp trưởng chia sẻ vào trong nhóm và tag tất cả các thành viên trong nhóm chat mợ Bảnh và đàn em vào đây giúp mợ nha. Rồi, những bạn nào mà muốn vào nhóm chat, muốn học cùng các bạn thì các con có thể là tương tác thật là tốt trong buổi học ngày hôm nay này. Đấy, đồng thời share livestream này về tường. Đó, thì mợ sẽ add các con vào nhóm chat của mợ, được chưa nào? Đấy, rồi ok, được chưa? Rồi, chào Hoa Hồng. Và trước khi vào học thì chúng ta chuẩn bị cho mợ một cái thước này. Đấy, cái thước, chuẩn bị thước. Tiếp đó là chuẩn bị cái bút. Bút đỏ. Được chưa nào? Compa, không được quên compa và cả một cái bút chì nữa. Tất cả chuẩn bị cho mợ những đồ dùng này. Đó là những cái đồ dùng dụng cụ rất cần thiết trong hình học lớp 9. Nếu mà đi thi mà chúng ta thiếu một cái dụng cụ bất kỳ trong những cái này thì chúng ta sẽ làm bài thi khá là trắc trở. Được chưa nào? Rồi ok, chúng ta bắt đầu vào học ngay bây giờ. Chuẩn bị nhá. À quên mất, còn nên chuẩn bị cho mợ. Đấy, chuẩn bị cho mợ một cái gốc sầu riêng nhá, để trong trường hợp mà chúng ta bị quên bài hoặc là làm bị lú ấy, trong lúc học bị lú là chúng ta có cái gốc sầu riêng ra mà đập đầu 10 cái, đúng không nào? Rồi ok, lưu ý là trong lúc mà mợ dạy thì mợ sẽ hạn chế đọc các comment lên. Tuy nhiên thì mợ vẫn trả lời các cái comment, các bình luận, các câu hỏi của con ở trong phần trả lời ở dưới phần comment nhá. Còn trong khi mà mợ giảng thì mợ sẽ hạn chế đọc lên để cho chúng ta hoàn toàn tập trung vào bài học này, không bị lơ là một chút nào cả, được chưa nào? Rồi ok, chúng ta đồng ý, nếu như đồng ý với tất cả những thứ này rồi, đấy, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh các thứ thì các con comment ok cho mợ nhá. Đấy, rồi ok, mợ chào Sáng Protein, chào Ngọc Ánh, chào Huyền Trang, chào Phương Anh này. Đấy, Phạm Kỳ, bạn nào đủ tất cả các cái dụng cụ rồi thì comment đủ rồi và chúng ta bắt đầu vào học. Được chưa nào? Và khi vào học thì mợ sẽ xin phép tắt nhạc. Rồi, ok, vào học thì mợ xin phép tắt nhạc. Được chưa? Rồi, chào Ngọc Ánh, chào Trúc Linh. Rồi, Linh Chi đâu nhỉ? Các con tắt Linh Chi vào nào, Ly An nữa. Đấy, rồi Thu Huyền ok rồi, Thu Huyền cũng là bạn đã share rồi, đã chia sẻ rồi nhá. Đấy, Phương Thanh mất gốc hình nặng này. Đấy, Hoàn Lucky. Rồi ok, Yến Như chào con. Đức Nguyễn, mợ ơi cho con làm lớp phó văn nghệ.
Rồi, ok, nếu như con tương tác thật nhiều thì vào trong nhóm con sẽ được làm lớp phó. À, lớp chưa có lớp phó làn văn nghệ nhá. Còn các lớp phó, ví dụ như là lớp trưởng thì giọng Bắc trầm ấm rồi. Lớp phó học tập thì khá là ngầu rồi. Đấy, miền Bắc ngầu rồi, là đang thiếu một chân lớp phó văn nghệ đủ các đủ 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 các cái gọi là gì tài lẻ để cho lớp thật là vui vẻ đúng không? Đấy, mợ đang rất cần một bạn làm như vậy. Rồi, chào bạn Kỳ. Ở nhà con mạng lag quá, trời ơi, mạng nhà mợ cũng lag. Các con có nghe thấy mượt không? Nó có mượt không? Rồi, chào Bạch Yến nhá. Rồi, chào Kim Quý. Rồi, chào rồi nhá. Chào Kim Quý này. Được chưa? Rồi, ok, mợ một lần nữa mợ xin chào tất cả các con, được chưa nào? Bởi vì mợ không thể nào mà chào được hết nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học bài thôi, không các bạn lại report mợ là toang, được chưa? Đấy. Rồi, ok. Trước hết thì chúng ta ôn tập về kiến thức một chút, đúng không nào? Lý thuyết một chút. Thì các con lưu ý là những cái góc ở trong đường tròn ấy, được chưa? Thì cái tên của nó, cái tên gọi của nó đã nói lên tất cả các những cái điều mà về tính chất cũng như là cái cách nhận diện của góc đó rồi. Cô lấy ví dụ. Ví dụ như ở bài này đi. Bài này chúng ta học về góc có đỉnh ở trong và bên ngoài đường tròn. À thì tất nhiên là góc, cái đỉnh của nó sẽ phải làm sao? Được chưa? Đây này. Trước hết là chúng ta ôn về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn nhá. Đấy, thì riêng cái tên của nó đã nói lên tính chất của nó rồi. Đúng không nào? Đấy, thì sao nhỉ? Mô tả góc có đỉnh ở bên trong đường tròn thì cái góc đó, đỉnh của nó sẽ thế nào? Chắc chắn là phải nằm trong đường tròn rồi, không thể nào nằm ngoài được đúng không? Nằm trong đường tròn. Vậy chúng ta sẽ tưởng tượng ra cái góc đó như thế nào? Thì đây, mô tả thêm một chút nữa, đó là cái góc đó có hai cạnh, được chưa nào? Có hai cạnh chứa hai dây cung. Được chưa nào? Có hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn. Mợ lấy ví dụ. Ví dụ như đây là cái tâm này, đây là tâm O của mợ nhá. Thì mợ lấy hai đường, mợ lấy hai cái dây cung. Dây cung thứ nhất, được chưa nào? À, chết rồi, đây là đường kính rồi. Mợ lấy dây cung bằng một cái màu khác đi. Thế nào? Đây là dây cung nhá. Đấy, dây cung thứ nhất và dây cung thứ hai. Sorry các con, là mợ đã vẽ một cái đường kính vào đây. Sorry. Đấy, đây mợ có là dây cung A, B, dây cung C, D. Được chưa nào? Và ok, cái giao điểm của hai cái dây cung này chính là đỉnh của góc mà chúng ta đang xét trong phần 1 này này. Đấy chưa? Cái đỉnh này chúng ta gọi đó là đỉnh, mợ lấy ví dụ đây là đỉnh E đi. Đấy, được chưa nào? Mợ lấy ví dụ đây là đỉnh E đi nhá. Rồi ok. Vậy cho mợ biết ấy, các cung bị chắn là cung nào? Nào, bạn nào comment cho mợ nào. Các cung bị chắn ở đây là cung nào? Đức Nguyễn ok rồi nhá, mợ biết rồi nha. Rồi mợ mợ sẽ xem xét cái lời đề nghị của con nhá. Rồi. Rồi ok con ơi. Comment cho mợ các cung bị chắn là cung nào? Được chưa? Các cung bị chắn bởi hai cái dây cung này là cung nào và cung nào, các con comment xuống bên dưới cho mợ nhá. Được chưa nào? Cái góc này nó chắn những cung nào? Cái góc này nó chắn cung nào? Được chưa nào? Góc này nó chắn cung nào? À ok, rất tốt. Đỗ Mạnh Huy đã có đáp án của mình rồi. Được chưa? Các con lưu ý rằng khi mà mợ nói đến góc cho có đỉnh nằm trong đường tròn thì chúng ta đang có các góc đó là góc A, E, C. Được chưa nào? Và lưu ý là góc A, E, C này bằng với góc B, E, D. Đấy. Được chưa nào? Đề bài thì người ta sẽ hỏi một là góc này, hai là cái góc này. Đấy. Được chưa nào? Hai là góc này cũng là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn. Đấy. Đấy, mợ lấy ví dụ. Nếu như chúng ta xét góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn là góc, mợ lấy ví dụ nhá. Được chưa? Ví dụ này. Đấy, mợ xét góc có đỉnh nằm trong đường tròn là góc AEC.
Được chưa nào? Mở xét góc AEC thì góc AEC này sẽ chắn cung gì? Đấy, góc AEC bằng với góc BED. Đấy, và nó chắn cung, chắn các cung. Nào, nó sẽ chắn các cung nào? Các con nhìn cho mợ cái cung cái góc AEC nhá, được chưa? Đây là cánh tay của nó này, đây là cánh tay của nó này. Nó ôm trọn cái cung AC. Đấy, và góc BED thì nó ôm trọn cung BD. Đấy, như vậy thì cái góc này nó sẽ chắn các cung là cung AC và cung BD. Đấy, các con lưu ý nhá. Rồi ok, trong trường hợp khác mợ xét góc có đỉnh bên trong đường tròn. Nào, mợ xét góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn là góc AED. Đấy, mợ xét góc AED. Đúng chưa? Góc AED này sẽ bằng với góc CEB. Bằng với góc CEB do đối đỉnh nhá các con nhá, do đối đỉnh bên trên cũng vậy. Chỗ này cũng là do đối đỉnh. Đấy, thì mợ con chúng nó bằng nhau. Do đối đỉnh nên hai góc này bằng nhau này. Và hai góc này cũng là góc có đỉnh bên trong đường tròn. Được chưa nào? Rồi, và nó chắn các cung nào? Nó chắn các cung nào? Rồi, các con nhìn nhá. Góc AED thì nó chắn các cung nào hả con? Mợ sẽ xóa cái đường này đi bởi vì nhìn nó hứa mắt quá. Mợ xóa cái đường này đi nhá. Đây, cái đường này mợ xóa đi. Đấy. Nhìn nó ngứa mắt quá. Trời ạ, đúng không? Cái này dễ nhìn hơn hẳn đúng không? Đây là ô này, ô ở giữa này. Đấy. Rồi ok, các con để ý là góc AED, được chưa? AED thì chắn cung AD. Đây con nhìn này, nó bao trọn cái phần đường tròn này. Đấy, nó bao trọn cái cung AD. Như vậy thì nó chắn cung AD. Góc BEC thì chắn cung BC. Đấy, chắn cung BC. Rồi, ok. Được chưa nào? Như vậy thì đối với góc có đỉnh bên trong đường tròn mà mợ đang có ở trên cái hình này thì mợ đang có hai góc. Được chưa nào? Và các con hỏi là mợ ơi, thế bây giờ nếu như họ yêu cầu con tính thì con tính góc nào? Thì ok, các con yên tâm là trong đề bài người ta sẽ cho mình biết là mình cần tính góc nào, người ta sẽ nêu rõ tên của nó ra. Được chưa nào? Các con cứ yên tâm cái điều đó nhá. Yên tâm về cái điều đó. Rồi ok, tiếp theo này. Rồi, như vậy thì cái phần bị chắn cung nào thì mợ đã nêu ra hai trường hợp đây rồi nhá. Về chúng ta xét cái góc nào thôi. Tiếp theo này, khi nói về số đo. Đấy, trong trường hợp mợ xét góc AEC, mợ đang xét cái góc xanh này này. Thì số đo của góc này, đấy, số đo của góc AEC sẽ bằng số đo của góc BED. Và lưu ý cho mợ một câu thần chú đó là, được chưa? Sẽ bằng trung bình cộng các cung bị chắn. Được chưa nào? Sẽ bằng trung bình cộng các cung bị chắn. Ví dụ như hai cái góc này, đấy, hoặc hay là xét góc AEC này thì chắn cung AC và BD thì nó sẽ bằng số đo của nó sẽ bằng trung bình cộng số đo của hai cung này, hai cung bị chắn. Được chưa nào? Như vậy nó sẽ bằng số đo của cung AC cộng với số đo của cung BD. Đấy, và tất cả là chúng ta chia cho 2 nhá. Được chưa? Tương tự đối với cái cách tính góc AED nào, bạn nào có thể ghi cho mợ công thức tính số đo góc AED không? Bạn nào có thể ghi cho mợ cái công thức tính góc AED không? Rồi mợ ơi, chào Kim Tẩu nhá. Chào Bình Bong, chào Trúc Linh. Rồi, rất tốt, rất tốt, rất tốt. À, Trúc Linh là... Trúc Linh comment cẩn thận nha. Bởi vì là cái góc AED chắn cung AD và BC. Các con lưu ý là hai góc đối đỉnh. Được chưa nào? Cung này với cung này, nó đối đỉnh với nhau. Chắn hai cung đối với nhau, được chưa nào? Hai cái dây cung đấy nó tạo trên đường tròn các cái cung bị chắn. Đấy, rồi, rất tốt, Đỗ Mạnh Huy. Rất tốt, được chưa nào? Nó chắn cung nào thì nó sẽ bằng trung bình cộng số đo của các cung đó. Đấy, các cung bị chắn mà. Được rồi, ok, như vậy thì góc AED, các con nhìn vào hình,
ABCD đấy, thì nó sẽ bằng trung bình cộng số đo của các cung bị chắn là cung AD cộng số đo của cung BC đấy chia cho 2. Được chưa nào? Và chúng ta có một câu thần chú đối với cái phần góc có đỉnh bên trong đường tròn. Đó là trong đường tròn trong thì trung bình cộng. Được chưa nào? Đấy, trong thì trung bình cộng mở ngoặc viết ra trung bình cộng. Vậy thì góc có đỉnh bên ngoài đường tròn sẽ là gì các con? Góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn thì nó sẽ là gì? Nào, ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng học về góc có đỉnh bên ngoài đường tròn nhá. Được chưa nào? Ok. Bây giờ mợ có cái hình như sau. Mợ có hình như sau. Rồi, ok. Bây giờ mợ có hai cát tuyến. Các con biết cát tuyến như nào không? Bây giờ mợ có hai cát tuyến như sau này. Mợ có hai cát tuyến. Đấy. Rồi, ok. Mợ có các tuyến A, B, C, A, E, D. Đấy, mợ có hai các tuyến như thế này. Được chưa nào? Các tuyến A, B, C và các tuyến A, E, C. Được chưa nào? Các tuyến là đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm. Đấy, thì đó được gọi là các tuyến. Các con lưu ý là như vậy nhá. Rồi, bây giờ mợ có nào, các con nhìn vào hình này thì các con có thể dự đoán cho mợ cái góc mà mợ đang xét, cái góc có đỉnh bên ngoài đường tròn là góc nào không? Bạn nào có thể nói cho mợ nào, góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn là góc nào không? Wow, lucky, rất tốt này. Rồi, ok, các con lưu ý là ok, mạng hôm nay nó hơi yếu một chút nên là chúng ta chuyển cứ thông cảm một chút nhá. Các con có thể share lại cái buổi học ngày hôm nay về tường để buổi sau chúng ta học lại, không vấn đề gì cả. Được chưa nào? Cố gắng học đến bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Rồi, ok. Thu Huyền rất tốt, rất chính xác. Đúng rồi. Đối với cái hình mà mợ đang vẽ trên bảng, trên cái màn hình đây, thì chúng ta có góc đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Đấy, là góc B, A, E. Đấy, cái tên nói lên tất cả. Đỉnh của nó ở bên ngoài đường tròn đây. Có mỗi con A này đứng ngoài đường tròn thôi. Như vậy thì đúng rồi. Thì A này chính là đỉnh của góc mà chúng ta đang xét. Và cái góc chúng ta đang xét chính là góc BAE. Đấy. Như vậy, nào mô tả cái góc mà chúng ta, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn chính là góc có cái đỉnh của nó. Góc đỉnh của nó nằm bên ngoài đường tròn. Nằm ngoài đường tròn. Chúng ta nhớ cho mợ cái keyword là ngoài đường tròn nhá. Keyword đây. Rồi ok. Hai cạnh chứa hai cát tuyến. Được chưa nào? Và cho các cô biết là hai cung bị chắn của nó là cung nào. Đấy. Điền vào chỗ trống cho mợ nào. Vô được rồi nè, Phạm Kỳ. Rồi ok. Lớp trưởng Huỳnh Cức Trung ơi, con tag tất cả các bạn vào group chat, nhóm chat của mợ nhá. Con tag tất cả các bạn vào group chat của mợ nhá. Được chưa nào? Những bạn nào mà share rồi các con tag luôn. Được chưa nào? Rồi ok. Hoàng Lucky ơi, Đỗ Đỗ Mạnh Huy ơi, con comment cho mợ là các tag cái cung bị chắn ở đây là cung nào? Rồi Đỗ Mạnh Huy rất tốt, góc CAD rồi, ok. Rồi, những bạn nào trả lời đúng là mợ sẽ like, mợ sẽ thích một phát nha, mợ sẽ thích thích nha. Rồi Hoàng Lucky đúng rồi này, Huỳnh Văn rồi, rất tốt. Đấy, rồi, Đỗ Mạnh Huy rất tốt, Hoàng Lucky rồi, Thỏ Con. Ok này, rất tốt này. Đấy, chính xác. Hai cái cung bị chắn bởi hai các tuyến này, đó chính là cung BE. Đấy, cung BE và cung CD. Đấy, rất tốt. Chính là hai cái cung này, hai cái cung mà mở tô đây. Đấy, chính là hai cung này. Đấy, và chúng ta sẽ có là cung cung BE và cung CD. Đấy, rồi ok. Và chúng ta có một cái công thức tính số đo. Thế nào? Số đo của nó bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn. Hay chúng ta còn nói một cái keyword khác đó là nào, số đo góc ngoài đường tròn thì bằng hiệu, được chưa? Trung bình hiệu
của các cung bị chắn trung bình hiệu. Của các cung bị chắn, đây là cái phần keyword đối với góc bên ngoài đường tròn nhá. Ấy, như vậy thì mợ sẽ có này, số đo của góc BAE. BAE hay các con có thể ghi là CAD cũng được. Đấy, thì nó sẽ bằng gì? Bạn nào có thể viết cho mợ không? Bạn nào có thể viết ra đây được không? Rồi, Nguyễn Hoàng bảo Ken, ok, xin chào con nhá. Rồi, Thảo, Thảo con, rồi tốt. Alo, alo, rồi, viết cho mợ BAE nào. Góc BAE thì chúng ta tính theo công thức như thế nào được nhỉ? Đấy, bạn nào mà mất gốc là phải học ngay lại nha. Chúng ta học cái keyword của mợ này. Ví dụ như góc có đỉnh bên trong đường tròn thì sẽ bằng trung bình cộng các cung bị chắn. Đấy, còn góc có đỉnh ngoài đường tròn thì nó sẽ bằng trung bình hiệu. À, tức là chúng ta sẽ lấy cái cung có số đo lớn hơn, tức là cung CD, trừ đi cung có số đo nhỏ hơn, tức là cung BE. Đấy, đúng không? Sau đó thì các con lấy đó, con chia cho 2 là con sẽ ra được số đo của cái góc ngoài đường tròn. Được chưa? Rồi, rất tốt. Huỳnh Văn này, Đỗ Mạnh Huy này, Thỏ Con này, các bạn tương tác rất là tốt này, Trúc Linh. Đó, những cái đáp án đúng là mợ sẽ like nhá. Mợ sẽ like nhá. Rồi, Hòa Lucky rất tốt. Đấy, rồi, ok. Hình chỉ có thế. Thế thế nào? Và mợ, các con nhớ cho mợ một câu, đó là cái câu thần chú của chúng ta. Đó là trong thì sẽ là trung bình cộng, ngoài sẽ là trung bình hiệu, và lưu ý là phải lấy cái cung mà có số đo lớn hơn nhá, trừ đi cung có số đo nhỏ hơn. Thế nào? Rồi, ok, sau cái phần lý thuyết này thì tất cả các con đã hiểu cái góc có đỉnh nằm bên trong và bên ngoài đường tròn chưa? Bạn nào hiểu rồi thì comment cho mợ cái nhá, comment ok cho mợ cái nhá. Thế chưa nào? Hiểu rồi thì comment ok nhá. Được chưa? Hiểu rồi thì comment ok nhá, cả nhà ơi, cả nhà hiểu bài chưa? Hello, hello. Nào, chúng ta giao lưu một tí nhá. Rồi, mợ hỏi lại này. Được chưa? Chúng ta giao lưu một tí nhá. Các con, ok, Đức Nguyễn ơi, Đức Nguyễn, mợ biết rồi, mợ đã nhìn được cái phần đề nghị của con rồi, mợ sẽ lưu ý và xem xét nhá. Rồi, Huỳnh Văn, ok, Thỏ Con, Đỗ Mạnh Huy, đấy. Rồi, Nguyễn Ngọc Kiên này, chào Nguyễn Ngọc Kiên này. Đấy, Hoàng Lucky, ok. Rồi, à, các con lưu ý rằng năm nay, ok, Trúc Linh tốt này, rồi Ngọc Ánh này, Hoa Hồng này, rồi các con rất là tốt này, Phương Nguyễn này. Rồi, ok, bây giờ chúng ta chuyển đến phần bài tập nhá. Bài tập số 1. Đấy, đợi mợ một tí, mợ gấp cái tờ này lại. Nhớ cho mợ cái thần chú nhá, trong thì trung bình cộng, ngoài thì trung bình hiệu. Rồi, bài tập số 1. Bài tập đầu tiên, cho đường tròn O và hai dây AB, AC, gọi MN lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC. Đường thẳng MN cắt dây AB tại E và cắt dây AC tại H. Chứng minh tam giác AEH là tam giác cân. Rồi, ok, các con ơi, các con vẽ hình và làm bài cái bài tập này cho mợ nhá, được chưa nào? Hôm nay có vẻ là mạng hơi lag đúng không nào? Đấy, share thật nhiều giúp mợ nha. Con share thật nhiều giúp mợ nha. Bạn nào chưa học được tối nay thì phải share ngay về tường, bởi vì cái phần kiến thức này rất là quan trọng. Đấy. Cố gắng share được hơn thật là nhiều like nhá. Nếu như mà dưới 150 share thì là mợ sẽ xóa livestream này đấy, được chưa nào? Các con sẽ không có cơ hội xem lại đâu. Nên là các con cố gắng share thật nhiều giúp mợ nha. Được chưa nào? Đấy, cho các bài tập nó liền mạch. Rồi, ok, bây giờ thì mợ sẽ hướng dẫn các con vẽ hình. Bây giờ mợ sẽ hướng dẫn các con vẽ hình nhá. Được chưa? Rồi, ok, chúng ta có chúng ta có hai cái dạng. Mình nên vẽ ra đâu bây giờ nhỉ? Mình nên vẽ ra đây không ta? Có nên vẽ ra đây không? Sợ hơi nhỏ. Xem nào. Rồi, mợ sẽ vẽ hình ra đây, hình tròn ra đây. Rồi, đến bây giờ không biết có bạn nào không biết cách vẽ hình tròn không ta? Sợ lắm. Rồi, ok, mợ có đường tròn O này,
Mở có đường tròn O. Tiếp theo mở có hai dây AB và AC. À, tức là hai cái dây cung này nó chung một đỉnh. Như vậy thì mở lấy cái đỉnh A ở đây đi. Ví dụ mở lấy đỉnh A ở đây. Thì mở sẽ vẽ. Các con nhớ là vẽ hai cái dây này bất kỳ nhá, tức là chúng nó không được bằng nhau. Ví dụ như và nó cái góc BAC nó cũng không được vuông, nó phải là một góc bình thường nhất có thể, được chưa nào các con? Bình thường nhất có thể nhá. Nó là bình thường nhất có thể, không được vuông, không được cân. Đấy. Cái này hơi khó. Rồi ok. Đấy, rồi như vậy thì mọi đã có dây cung AB và dây cung AC. Đấy. À, gọi MN lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC. Đấy. Như có rất nhiều bạn hỏi là mợ ơi lấy cái điểm chính giữa này kiểu gì? Con không biết lấy như thế nào thì các con lưu ý là chúng ta sẽ ok, thỏ con đã viết xong rồi. Thế bây giờ các bạn nào có thể comment cho mợ cách vẽ, cách lấy điểm chính giữa của một cung không? Có bạn nào có biết cái cách lấy điểm chính giữa của một cung không? Cái dạng bài tập này rất là hay được cho nhá. Chúng ta phải hiểu được cái điểm chính giữa của cung nhá. Đấy. Để biết cách vẽ nhá. Có rất nhiều bạn không biết vẽ cái phần này đâu. Rồi ok, Đỗ Mạnh Huy dùng compa. À, Yến Tỷ này. Đấy. Đỗ Mạnh Huy thì dùng compa, có bạn nào có cách khác không các con? Có bạn nào có cách khác để tìm điểm chính giữa không nhỉ? Cách khác để tìm điểm chính giữa nào? Rồi ok, con dùng compa cũng được, còn mợ thì mợ sẽ sử dụng thước. Được chưa nào? Chúng ta sử dụng thước. Đấy, vẽ vuông góc với tâm. À, từ tâm vẽ một đường vuông góc với dây cung đúng không nào? Chúng ta sử dụng định lý đường kính dây cung để tìm ra được điểm chính giữa. Được chưa nào? Đúng rồi, rất tốt nhá. Bạn nào đây? Bạn nào comment đây? Nguyễn Ngân, rất tốt. Đấy nhá. À, Thu Huyền, bút chì. Mợ biết là dùng bút chì rồi. Rồi ok, Nguyễn Hùng cũng chính xác này. Fan cứng của mợ luôn này. Đấy, đo độ này. Đo độ cũng được nhưng hơi lâu này. Ấy, thỏ con lấy trung điểm của dây cung tốt, cũng đúng này. Vẽ dây cung, vẽ vuông góc, Đào Thị Thu Huyền này. Ấy, rồi. Ấy, sáng protein, tam giác vuông. Và mở chốt đáp án để tìm ra được điểm chính giữa là chúng ta sẽ sử dụng thước thẳng. Được chưa nào? À, các con lấy cho mợ một đường thẳng vuông góc với dây cung AB đi qua tâm. Chúng ta có thể sử dụng thước và các con lưu ý là đặt cái vạch số 6 này này trùng với dây cung AB, được chưa? Nó phải trùng và để cái thước này đi qua tâm. Đấy. Chúng ta di một cái đường. Sau đó thì ấy cái đường thước này nó giao với đường tròn tại điểm nào thì đó chính là điểm chính giữa của cung AB. Hình như là mợ đang để nó bị nhầm một tí đây. Nó phải chỗ này chứ nó không phải chỗ đấy. Nó không phải chỗ này. Đấy, mợ nhầm một chút xíu. Nó ở đây. Đúng không? Đây. Đây chính là điểm M nhá. Được chưa nào? Đây chính là điểm M này. Đấy, và bây giờ mợ xác định tiếp. Tương tự thì mợ sẽ xác định tiếp được điểm chính giữa của dây AC bằng một cách tương tự. Nha, nhớ là phải để nó trùng với dây cung, cái vạch kẻ để trùng với dây AC để vẽ được một thẳng vuông góc. Rồi, như vậy thì đây là mợ có điểm điểm N. Được chưa? Rất nhanh chóng. Sau đó, đường thẳng MN đấy, cắt dây AB tại E. À, bây giờ mợ kẻ đường thẳng MN. Rồi, đường thẳng MN cắt dây AB tại E. Đây là điểm E này. À, cắt dây AC tại H. Đây là điểm H này. Giống hình ngôi sao quá ta. Rồi, chứng minh tam giác AHEH là tam giác cân. Ôi trời ơi các con ơi. Bạn nào có thể chứng minh cho mợ được tam giác AHE là tam giác cân nào? Bạn nào đã chứng minh được rồi thì comment cho mợ nào. Cái cách chứng minh của các con xuống đây nhá. Đấy. Và nhắc nhẹ là lưu ý chúng ta sẽ sử dụng góc ở bên trong và bên ngoài đường tròn. Được chưa? Bài này chúng ta đang học về cái phần đó mà kiểu gì chúng ta cũng áp dụng đúng không? Đấy. Thì theo các con là cái bài này chúng ta sẽ áp dụng góc có đỉnh bên trong hay là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn?
Đấy, comment cho mợ nhá, xem là chúng ta sẽ sử dụng cái gì. Và chứng minh ra sao, comment xuống bên dưới cho mợ nhá. Mợ sẽ ngồi và mợ đọc cái phần comment của con. Chưa nào? Đấy. Comment nhiệt tình nha, đồng thời là share và like cái buổi học ngày hôm nay, tạo cảm hứng học tập cũng như là tạo nên động lực giúp cho mợ chăm chỉ livestream cũng như là chăm chỉ dạy các con hơn, được chưa nào? Đấy. Ok, rất tốt này, Thu Huyền này, Ngọc Ánh, Thỏ Con rất tốt này, Đỗ Mạnh Huy rất tốt, Nguyễn Hằng rất tốt. Thực sự để cái bàn này cũng dễ nhìn thôi. Bởi vì là trong cái hình của chúng ta không có cái góc nào có đỉnh ngoài đường tròn, cũng không có điểm nào ở ngoài đường tròn cả, nên chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng góc có đỉnh bên trong đường tròn rồi, đúng không các con? Đấy, đó là cái cách nhận biết, được chưa nào? Hình thì chúng ta phải có một cái tư duy nhận biết. Nếu như mà bạn nào đang bị mất gốc hình nhá, thì các con phải nghe thật kỹ các cái lời phân tích đề bài của mợ, từng bài một. Đấy, chứ không phải là chúng ta đang bị mất gốc hình là chúng ta không học nữa đâu. Chúng ta phải nghe từng bài một, từng câu, nuốt từng câu vào trong đầu. Chứ không phải là chúng ta cứ ngồi nghe ê a và không biết được cái gì cả. Thế nào? Nếu như là các bạn bình thường cố gắng 100%, thì những bạn mất gốc phải cố gắng 500% cho mợ. Thế nào? Thời gian này là thời gian rất là khó khăn. Đấy, Hà Nội thì thi 4 môn, các tỉnh khác thì chưa thông báo. Được chưa nào? Mà lại còn đang dịch nữa. Vậy thì chúng ta làm gì mà bây giờ còn ngủ nữa? Chúng ta phải thức dậy mà học bài thôi, đúng không nào? Đấy. Mợ chỉ có một vài điều như thế thôi, nhắc nhẹ với các con là như vậy, đừng để đến gần lúc thi. Đấy, các con lại nhắn tin cho mợ là mợ ơi, con bị mất gốc rồi, thì ôi trời ơi, chịu, bó tay nhá, cho ra gốc mít ngồi đấy mà nói chuyện với gốc mít thôi, được chưa? Rồi. Nguyễn Hằng này, Đào Thu Hiền rồi, tốt này. Đỗ Mạnh Huy, Aya, chứng minh thì chịu ạ, à, chứng minh tam giác cân là yếu nhất của em luôn. Rồi ok, tí nữa mẹ sẽ dạy cho các con cái cách chứng minh làm sao cho nó hợp lý, cái cách tư duy làm sao ra được cái chỗ chứng minh nhá. Được chưa? Nghe nghe thật kỹ nhá, Đỗ Mạnh Huy nhá. Rồi, Nguyễn Khánh Linh ok con. Yến Tỷ này. Rồi, Đức Nguyễn này. Đấy, em bị treo máy. Rồi ok, bạn nào đã chứng minh được rồi nào? Bạn nào đã chứng minh được rồi? Các con ơi, bạn nào chứng minh được rồi? Comment cho mợ nhá. Ok, đã có một cái tin là xong rồi ạ. À. Trúc Linh thì ra rồi ạ. À. Rồi, Đức Nguyễn, mợ mời Đức Nguyễn với Trúc Linh comment cái đáp án của con xuống dưới. Cái phần chứng minh của các con xuống dưới cho các bạn tham khảo nhá. Thế chưa nào? Sau khi mà các con comment xuống bên dưới là mợ sẽ giảng ngay bây giờ. Thế nào? Rồi, Thỏ Con tốt. Rất tốt. Rồi, Trương Bích Thủy. Chào con. Chào Trương Bích Thủy nha. À, không biết hôm nay Huỳnh Quốc Trung à, Vân Trang ơi, hôm nay Huỳnh Quốc Trung thế nào nhỉ? Sao chưa thấy vào? Con nhóm mà nhắn vào trong nhóm giúp mợ nha. Tại sao bây giờ vẫn chưa thấy vào? Được chưa? Lớp trưởng của tôi. Được chưa? Rồi, ok. À, trong khi rồi ok, trong khi đợi các bạn comment đáp án thì mợ sẽ dạy cho các con cách phân tích đề bài này nhá. Phân tích cái À, chúng ta phân tích là cái bài này áp dụng kiến thức góc ở trong đường tròn rồi, bởi vì chúng ta nhìn thấy là không có cái điểm nào nằm ngoài đường tròn. Nên chúng ta đấy, thứ nhất là áp dụng cái phần kiến thức đó là góc có đỉnh trong đường tròn. Được chưa nào? Đấy, chúng ta áp dụng cái phần kiến thức là góc có đỉnh bên trong đường tròn. Tức là sao? Chúng ta sẽ áp dụng cái công thức tính số đo của nó, đúng không nào? Và chúng ta sẽ sử dụng công thức tính số đo là trung bình cộng. Nhớ cho mợ cái keyword đó là trung bình cộng. Được chưa nào? Đấy, xét góc nào thì nó sẽ bằng trung bình cộng. Được chưa nào? Rồi ok. À, tiếp theo nhá, dựa vào cái phần áp dụng cái phần kiến thức này thì các con lưu ý rằng chúng ta lại quay trở lại lớp 7 một chút. Chúng ta quay trở lại lớp 7 một chút. À, cho mợ biết. Được chưa nào? Cái bài này người ta đang yêu cầu mình chứng minh góc AEH à tam giác, đúng không? Tam giác AEH là tam giác cân đúng không? Là tam giác cân. Để chứng minh tam giác cân thì chúng ta cần chứng minh cái gì nào? Nào, cần chứng minh cái gì?
Bạn nào cho mợ biết để chứng minh tam giác cân thì chúng ta cần chứng minh cái điều kiện gì? À, thứ nhất là về cạnh đúng không? Chứng minh hai cạnh bên bằng nhau. Hai cạnh bên bằng nhau, đúng không? Cách thứ hai là chúng ta chứng minh gì? Bạn nào có thể comment cho mợ được không? Nào. À, cách thứ hai để chứng minh tam giác cân là chứng minh gì? À, chứng minh hai góc đáy bằng nhau. Được chưa nào? Ok, thế bây giờ hỏi thêm một câu nữa này để chúng ta khoanh vùng này, là theo các con trong bài tập 1 này thì chúng ta sẽ sử dụng cách 1 hay là sử dụng cách 2? Chúng ta đang có hai lựa chọn. Một là theo cạnh, hai là chứng minh góc bằng nhau. Vậy cho mợ biết là chúng ta sẽ sử dụng cái cách 1 hay sử dụng cách 2? Nào, bạn nào có thể nói cho mợ biết là chúng ta sử dụng cách nào? Thông minh một chút là sẽ ra ngay, đúng không? Khoanh vùng ngay. Rồi, ok, tất nhiên rồi, bởi vì cái phần kiến thức của chúng ta liên quan đến góc. Nên chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng cái cách 2 để chứng minh cái này. Bởi bài này nó không cho mình một cái dữ kiện nào liên quan đến cạnh cả. Nên là cách 1 của chúng ta coi như chúng ta bỏ qua. Được chưa nào? Chúng ta sẽ sử dụng cái cách 2. Tức là sử dụng chứng minh hai góc đáy bằng nhau. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ chứng minh góc góc E này, góc E1 nhá, và góc H1. Được chưa nào? Chúng ta sử dụng chứng minh góc E1 bằng góc H1. Lưu ý, góc E1 chính là góc AEH. Được chưa nào? AEH. Còn góc H1 chính là góc AHE, chính là hai góc đáy của tam giác AEH. Lưu ý là như vậy, được chưa nào? Đấy. Rồi, ok, bây giờ đã sáng dạ ra được một tí nào chưa? Bây giờ chúng ta đi phân tích cho mợ từng góc một. Nào, bạn nào có thể cho mợ biết là góc E1 là góc gì? Được chưa nào? Bạn nào có thể cho mợ biết là góc E1 là góc gì? Góc E1 là góc gì? À, góc E1 chính là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn, đúng không? Và góc E1 nó chắn cung gì? Nó chắn hai cung. Góc E1 chắn cung AN và chắn cung BM, đúng không nào? Thứ nhất, góc E1 có đỉnh trong đường tròn. Nên góc E1 của chúng ta sẽ bằng trung bình cộng của hai cung bị chắn. Và góc E1 này chắn cung gì? Chắn cung AN và chắn cung BM. Đấy, AN và BM. Đấy, nên là góc E1 của mợ sẽ bằng A, số đo của cung AN này, cộng với số đo của cung BM này, đúng không? Sau chọn theo đó thì chia cho 2, được chưa? Rồi, tương tự đối với góc H1 cũng thế. Đây, góc H1 nhá, góc H1 của mợ đây. Góc H1 cũng là góc có đỉnh trong đường tròn. Có đỉnh trong này. Và chắn cung gì? Bạn nào có thể comment cho mợ nào. Góc H1 chắn cung gì? Chúng ta sử dụng các tính chất của góc có đỉnh trong đường tròn để chúng ta làm cái bài này. Được chưa? Rồi, Hoàn Lucky rất tốt. Có rất nhiều bạn hiểu ra vấn đề rồi đây. Rất nhiều bạn hiểu ra vấn đề rồi, đúng không? Đấy, góc H1 của mợ có đỉnh trong đường tròn này và chắn cung. Nào, H1 đây, nó đang nhìn thấy cung AM và cung CN, đúng không? Đấy, góc H1 bằng với góc bên này mà, hai góc đối đỉnh, nên là nó chắn trên đường tròn hai cung. Đấy, góc cung AM và cung CN. Đấy, cung AM và cung CN. Đấy, như vậy thì góc H1 của mợ sẽ bằng số đo của cung AM, đúng không? Cộng với số đo của cung CN. Đấy, CN channel ấy, Cartoon Network đấy, đúng không? Đấy, rồi, và chia cho 2, trung bình cộng mà. Trong thì trung bình cộng mà, nhớ chưa? Và bây giờ các con nhận xét cho mợ nào. Cái cung AN, đấy, xem là chúng nó có bằng nhau gì không? À, hai cái phần này nó có bằng nhau không? Xem xét xem hai cái phần này nó có bằng nhau không?
Đây các con xem xét cho mợ nhá. Thì các con nhận thấy rằng nào, chúng ta có M là điểm chính giữa cung AB. Như vậy thì cung số đo của cung AM sẽ bằng số đo của cung BM. Được chưa? N là điểm chính giữa cung AC nên số đo của cung AN sẽ bằng số đo của cung CN. Được chưa? Đấy, như vậy thì mợ có, đây mợ có cái điều sau. Đấy, mợ có cái điều sau này. Đấy, cung AM, cung BM đi, cung BM này thì bằng cung AM. Theo cái này nhá. Cung AN thì bằng cung CN. Từ đó suy ra số đo của cung BM này cộng với số đo cung AN này. Đấy, thì bằng số đo cung AM cộng số đo của cung CN. Được chưa? Đấy, tất nhiên thì chúng ta sẽ suy ra được là số đo cả hai bên mà chia cho 2 đúng không? Đấy, tức là cái phần tử này với phần tử này bằng nhau rồi nên chúng ta suy ra được H1 bằng với E1. Được chưa nào? Đấy, rất tốt nha, rất nhiều bạn hiểu rồi nha. Rồi, bao nhiêu bạn hiểu cái bài này rồi thì comment xuống bên dưới cho mợ nhá. Được chưa? Bao nhiêu bạn hiểu cái phần này rồi thì comment xuống bên dưới cho mợ. Được chưa? Hiểu chưa? Hiểu cái phần phân tích này chưa? Hiểu chưa? Các con ơi, các con hiểu chưa nhỉ? Comment xuống bên dưới cho mợ nhá. Con hiểu chưa thì comment xuống bên dưới cho mợ để mợ giảng lại, sau đó mợ trình bày. Ok nhá. Rồi, bạn nào hiểu rồi thì comment em một cái nào. Đấy, hiểu rồi thì comment em một cái nào. Hiểu chưa? Rồi, bé Xin này, bé Xin hiểu rồi rất tốt này. Bé Xin mợ là học sinh mới, new student này. Rồi, Nguyễn Ngọc Kiên rất tốt này. Đấy, hiểu chưa, hiểu hết chưa? Đấy, đã biết cái cách chứng minh tam giác cân chưa? Nào, Đỗ Mạnh Huy, rất tốt. Nguyễn Hằng, ok. Rồi, ôi, Nguyễn Hằng ok rồi. Được chưa? Rồi, Trúc Linh, rất tốt. Các con hiểu bài rồi. Đấy, và bây giờ chúng ta đến phần trình bày nhá. Chúng ta trình bày thật là nhanh một chút nhá. Được chưa nào? Đấy, bây giờ mà có như sau này. Chúng ta trình bày như sau, chúng ta sẽ trình bày từ dưới lên. Được chưa nào? Trình bày từ dưới lên. Được chưa? Ok, trước hết thì mợ sẽ có điều như sau. Trước hết mợ có điều như sau nhá. Rồi, ok. Dấu cộng thứ nhất. Được chưa nào? Xét góc. Gì nhỉ? Do đi. Do M là điểm chính giữa. Chúng ta giải quyết vấn đề từ dưới lên mà. Điểm chính giữa cung AB đúng không? Từ đó suy ra số đo của cung BM sẽ bằng số đo cung AM. Được chưa nào? Rồi, do tiếp. Do N là điểm chính giữa. Cung điểm chính giữa cung AC. Từ đó suy ra số đo của cung CN BCN sẽ bằng số đo của cung đây cung AN. Số đo của cung AN sẽ bằng số đo của cung CN. Làm sao cho hai cái góc của mình nó cùng vế này thì nó đối xứng với nhau. Các con lưu ý nhá. Bây giờ làm sao cho chúng ta đối xứng với nhau, hai cái cung này đối xứng với nhau. Ví dụ cung BM thì nó sẽ bằng đấy, thì nó sẽ đối xứng với lại cung AN này. Đấy, còn cung AM thì sẽ đối xứng với cung CN. Tí nữa mình cộng cho nó hợp lý. Thấy chưa nào, tí mình cộng cho nó hợp lý nhá. Rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mợ có gì đây? Đấy. Ta có góc E1 chính là góc AEH. Chính là góc AEH. Được chưa? Là góc có đỉnh
Trong đường tròn chắn các cung, chắn các cung. Nào, góc E1 thì chắn cung BM và cung AN. BM và cung AN. Đấy, từ đó suy ra E1 đấy sẽ bằng gì? Sẽ bằng số đo của cung BM cộng với số đo của cung AN chia cho 2. Được chưa? Đấy. Đấy, được chưa? Đây số 1 này. Đây số 2 này. Được chưa? Mà số đo của cung BM thì lại bằng số đo của cung AM. Bằng số đo của cung AM. Số đo của cung AN lại bằng số đo của cung CN. Từ đó lại chia cho 2 đúng không? 2 này bằng nhau mà. Đấy. Và các con lưu ý là cái công thức tính này lại chính bằng số đo của góc H1. Được chưa nào? Nào, AM cộng với CN lại chia 2 lại chính bằng số đo của góc H1. Đấy, từ đó suy ra E1, đây, góc H1 thì lại chính là góc AHE. Đấy, từ đó suy ra E1 bằng H1. Từ đó suy ra tam giác A E H cân tại A. Đơn giản thế thôi nhá. Được chưa nào? Các con chỉ cần trình bày thế này là chúng ta được điểm rồi. Được chưa? Trời ơi, các con giỏi nhỉ? Sao ghi được chữ có màu này? Giỏi thế. Rồi, ok. Em biết cách chứng minh tam giác cân rồi ạ. Đấy, em sẽ ghi nhớ nó. Rồi, rất tốt. Ok. Như vậy thì sau cái bài toán này thì bạn Đỗ Mạnh Huy đã biết cách chứng minh tam giác cân. Đó là một cái thành công trong buổi dạy ngày hôm nay của Mợ Thúy Y nhá, rất tốt. Rồi chúng ta chuyển sang bài tiếp theo, bài số 2. Chúng ta còn hai bài nữa. Đấy, bài số 2 các con ơi, chúng ta chuẩn bị nhá. Bài số 2 tiếp tục nào, chúng ta chiến đấu tiếp nào. Bài số 2 cho đường tròn O và hai dây AB AC bằng nhau. Trên cung nhỏ AC lấy một điểm M. Đấy, gọi S là giao điểm của AM và BC chứng minh hai cái góc bằng nhau. Rồi ok, bây giờ các con được quyền vẽ hình đi. Được chưa? Vẽ hình đi, vẽ hình đi và làm bài giúp mợ nhá. Chúng ta còn bài số 3 nữa. Hai bài. Đấy, chỉ cần có qua một bài đầu tiên thì các con đã hiểu về góc ở có đỉnh trong đường tròn và góc có đỉnh ngoài đường tròn chưa? Có bạn nào không hiểu phần này không? Nếu hiểu rồi thì comment cho mợ nhá. Hiểu phần kiến thức này chưa? Không biết là học đến phần này bây giờ họ làm đến bài tập số 2 này còn nhớ được cái kiến thức của nó không đây. Có khi có rất nhiều bạn nhá. Khi mà mượn đi dạy là đầu buổi thì rất là hiểu nhưng đến cuối buổi hỏi lại chẳng nhớ gì cả. Đấy, chúng ta lưu ý được cái phần đó nhá, được chưa? Rồi ok. Rồi vẽ hình làm bài cho mượn nha. Vẽ hình làm bài nào. Bài số 2 chúng ta vẽ hình. Cho đường tròn O và hai dây ABAC bằng nhau. Đấy, đố bạn nào đấy các con ơi, bạn nào có thể comment cho mợ cách vẽ hai dây bằng nhau không, chung một đỉnh đấy. Cách vẽ hai dây bằng nhau chung một đỉnh nào, bạn nào dạy cho comment xuống bên dưới cái cách của các con vẽ hình nào. Được chưa nào, đây hơi khó đấy nhá. Sáng protein Nguyễn Hằng nó đang sướng đây, nó đang sướng, nó comment ggg có màu hết rồi này đấy. Đánh như bình thường. Hoàn compa cô ạ, à, rất tốt. Ok luôn. Đúng. Đúng ý của mợ, đúng ý của mợ là như vậy. Đúng rồi, chúng ta sử dụng compa nhá. Rồi, bây giờ mợ có cái hình như sau. Bây giờ mợ có cái hình tròn đúng không? Chúng ta có hình đường tròn. Bao nhiêu bạn ở trên lớp học đến bài này rồi giơ tay nào. Bao nhiêu bạn ở trên lớp học đến bài này rồi giơ tay cho mợ biết. Comment em cho mợ biết, được chưa? Rồi, rất tốt này. Nguyễn Ngọc Kiên dùng thước kẻ. Dùng thước kẻ là hơi khó đấy, chúng ta đo hơi khó đấy. Bài này nếu để vẽ được nhanh, hai dây bằng nhau thì chúng ta sử dụng compa các con nhá. Được chưa nào? Rồi ok, bây giờ mợ lấy bất kỳ một điểm A đi đã, bạn lấy điểm A đi. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ kẻ cho mợ cái đường dây cung trước. Kẻ cho mợ dây cung A, B,
B trước đi, chúng ta kẻ dây cung AB trước đi nhá, chúng ta kẻ dây cung AB và sử dụng compa, chúng ta sử dụng compa thấy chưa nào. Đấy, bây giờ các con đo cái đoạn AB đi, được chưa nào? Sau đó, ấy, lấy một cái đường cung giao với đường tròn tại điểm nào thì đó chính là điểm C. Đây chính là điểm C và nó có hai cung bằng nhau nhá. Đấy, chúng ta vẽ dễ thôi mà, chúng ta sử dụng compa nó rất là hữu ích trong cái bài tập này. Đấy, như vậy là mợ đã có điểm dây AB và AC bằng nhau, được chưa? Bằng cách vẽ compa rất tốt. Đấy, rồi. Trên cung nhỏ AC lấy điểm M. M bất kỳ rồi, khả năng cao là M bất kỳ rồi, như vậy thì mợ sẽ lấy điểm M bất kỳ ở đây. Không ở chính giữa nhá, bất kỳ thôi. Không được đặc biệt. Gọi S là giao điểm của AM và BC. Ôi trời ơi. Chết rồi, mợ xin phép là đổi cái điểm C sang bên này cho dễ vẽ. Bởi vì nếu như mà mợ kéo dài AM thì nó sẽ ra ngoài mất, nó sẽ ra bên ngoài. Được chưa? Mợ xin phép là mợ đảo chiều hai cái điểm này. Nhá, mợ xin phép là mợ đảo chiều chúng nó nhá. Như nào, mợ đảo chiều đi. Đây sẽ trở thành điểm B và đây sẽ trở thành điểm C các con nhá. Đây sẽ là điểm C và đây là điểm B này. Đấy, và đấy. Như vậy trên cung nhỏ AC thì chúng ta có đây điểm M này. Điểm M ở đây đi. Điểm M ở đây đi. M ở đây. Cho dễ vẽ mà. Được chưa nào? Đấy, bây giờ chúng ta vẽ cho mợ BC nào, kéo dài BC ra, AM cũng kéo dài ra. Đấy, AM đây, AM kéo ra. Bạn nào muốn hỏi mợ cái thước con hươu này nhá, đây là cái thước con con hươu. Đấy, con hươu cao cổ, thước con hươu cao cổ đáng yêu này thì có thể inbox cho mợ cái nhá. Mợ có thể gửi cho con cái địa chỉ trên Shopee mua cái thước này. Thước này cũng khá là cute. Thấy chưa nào? Đấy. Mợ mới mua cái này, mợ biết địa chỉ này mợ sẽ bảo cho các con. Thấy chưa nào? Ở đây có nhiều đồ cute lắm. Rồi ok, S là giao điểm của AM và BC. Đấy, AM và BC đây là S này. Ok, qua cái kinh nghiệm vẽ hình vừa rồi của mợ cũng như là qua cái được chưa? Ấy, qua cái vẽ hình vừa rồi của mợ thì chúng ta rút ra một kinh nghiệm nhá. Đó là gì? Chúng ta phải nháp. Được chưa? Nên chúng ta nên vẽ nháp hình trước. Vẽ nháp hình trước. Tức là chúng ta vẽ hình ra cái nháp trước. Sau đó nghĩ bài chán chê rồi mới vẽ vào bài thi, được chưa nào? Bởi vì là lỡ như mà chúng ta vừa rồi giống như mợ ấy là nó bị ngược bên và nó bị ra ngoài ấy thì chúng ta sẽ không chủ động được cái tình thế, đúng không nào? Đấy. Rồi ok, như vậy thì bây giờ hình của mợ đã xong rồi này. Chúng ta bắt đầu làm bài này. Chứng minh góc ASC. ASC chính là góc này. Chứng minh góc này bằng góc MCA. MCA. À. Góc MCA chúng ta phải nối MC lại với nhau. Rồi ok, comment cho mợ phần kiến thức của bài này là gì nhá. Đây, hai góc này bằng nhau này, phải chứng minh nó bằng nhau. Đấy, đây là góc C. Nào, comment cho mợ cái phần kiến thức của bài này là gì nào. C ở đây, được chưa? Rồi, bạn nào comment cho mợ cái phần kiến thức. À, chưa kịp nói thì đã có bạn comment rồi. Đó là Đỗ Mạnh Huy. Bài này nhìn sơ là biết dùng bên bên ngoài đường tròn rồi ạ. Đấy. Học xong bài này biết làm ngay, giỏi thế. Rồi ok, Nguyễn Ngân rất tốt này. Rồi, Nguyễn Ngân em chưa học nhưng con hiểu chưa? Nguyễn Ngân ơi, Nguyễn Ngân con hiểu chưa? Con hiểu cái bài tập này chưa? Rồi, rất tốt, Trúc Linh xong rồi. Trúc Linh nó đã làm xong bài rồi các con ạ. Rồi ok. Đấy, hoặc là mỗi bút giống vợ kế xin. Rồi ok. Tốt, xong rồi ạ, thỏ con xong rồi ạ. Thu Huyền bên ngoài, Lê Nhung cùng chắn cung. À, rồi ok, nó cùng chắn cung nào? Nó cùng chắn cung nào mà chúng nó bằng nhau ở ở Lê Nhung. Lê Nhung nhìn kỹ hình nhá, được chưa nào? Rồi ok, bây giờ mợ sẽ chữa cái bài tập này, có rất nhiều bạn nhìn ra hình rồi. Rồi, cần chứng minh đúng không? Chúng ta bây giờ mợ gọi cái góc đây.
Chúng ta sẽ gọi góc ASC là góc F1 nhá. Góc MCA là góc C1 nhá, cho dễ đọc nhá, được chưa nào? Rồi ok, thì đề bài là yêu cầu chúng ta chứng minh góc ASC bằng góc MCA. Đúng không? Hay là chúng ta cần chứng minh góc S1 bằng góc C1, cho dễ đọc nhá, cho dễ đọc nhá. Thì bây giờ chúng ta nhận xét cho mợ góc S1 là góc gì? Được chưa nào? Nhận xét cho mợ góc S1 là góc gì? Nào nhận xét. Là góc gì? Có gì đặc biệt nào? Mày có gì? Bố mày là ai? Thế chưa nào? Nói ra để tao còn biết đúng không? Mày có biết bố tao là ai không? Đấy, S1 đấy. Mày có biết bố tao là ai không à? Đấy. Nói ra đúng chưa? Đấy. Rồi Nguyễn Ngân, Nguyễn Ngân, dạ con hiểu rồi ạ. Đấy, Đỗ Mạnh Huy. Rồi. Trúc Linh. Hai góc chắn hai cung bằng nhau. Hai cung bằng nhau á? Riêng cái góc S1 là nó đã chắn hai cung rồi. Chưa nào? Riêng cái góc S1 này nó đã chắn hai cung rồi. Cái phần lý giải như thế là vẫn chưa đúng, chưa đúng nhá. Trúc Linh, mặc dù cô hiểu là cái cách hiểu của con là đúng rồi, nhưng mà cái phần diễn đạt đấy là chưa đúng nhá. Rồi ok. Đỗ Mạnh Huy tốt, rất tốt. À, xoáng protein lại có góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Thì ở bài này không có tiếp tuyến con nhé. Trong đề bài không có một từ tiếp tuyến nào, nên chắc chắn chúng ta không thể sử dụng góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung được. Đấy, được chưa? Góc C1 là góc gì? Nào, bố tao là ai nào? Đấy, mày có biết bố tao là ai không? Đấy, chúng ta nhận xét cái góc C1 nhá. Nó đang hỏi đấy. Nó đang hỏi là các con biết nó là gì không á? Đấy, bạn nào lý giải được các cái góc này thì chúng ta mới làm được bài. Được chưa? Đấy, trước khi làm bài thì phải hiểu xem cái góc đấy là góc gì đã. Đấy, phải biết được nó là ai đã thì mới làm được, đúng không? Biết biết địch, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Được chưa nào? Đấy, chúng ta phải biết nó là gì đã. Chính xác. Rồi, ok. Thì bây giờ mợ sẽ lý giải cho các con góc S1 trước nhá. Rồi, góc S1 nằm ngoài đường tròn. Ok, rất tốt. Và đó chính là góc có đỉnh ngoài đường tròn. Đấy, góc ngoài đường tròn. Chắn cung gì? Chắn gì? Chắn cung gì nào? Chắn các cung gì? Góc S1 thì chắn các cung gì? Nào, đấy, các tuyến SMA, các tuyến SCB tạo trên các cái đường tròn này tại cung cung CM. Các con có nhìn rõ cung CM của mợ không? Có nhìn rõ cung CM không? Trời ơi, cung CM đây này, mợ đang tô lại bằng bút đỏ. Cung CM chắn cung CM và cung AB nhá, mợ tô lại nó bằng bút đỏ cho các con nhìn rõ. Như thế nào? Nó chắn cung CM và cung AB nhá. Riêng cái thằng S1 này nó yêu hai em lận. Như thế nào? Nó yêu hai em lận luôn. Chắn cung MC và cung AB. Kinh chưa? Đấy, hot boy đấy. Như vậy thì cái công thức tính của góc này là gì? Công thức tính cái góc này là gì? À, thằng S1 này là công thần chú của chúng ta là gì? Đấy, ngoài thì sẽ là trung bình hiệu các con nhá, lưu ý nhá. Ngoài thì sẽ là trung bình hiệu. Được chưa nào? Như vậy cái thằng S1 này sẽ bằng, chính xác rồi, Hoàng Lucky rất tốt. Rồi, S1 này sẽ bằng gì? Sẽ bằng số đo của thằng lớn, tức là thằng AB, trừ đi số đo thằng nhỏ, tức là thằng MC. Được chưa? Rồi, ok, chia cho 2. Đấy, còn cái thằng C1 này, cái này để nguyên đấy đã nhá, để nguyên đấy đã. Được chưa? Cái thằng C1 thì là gì? À thôi, từ từ mình cứ nhận xét luôn cái thằng này nhá. À các con nhìn cho mợ này. Cả cái cung BC. Được chưa? Đấy, thì nó đây. Và cái cung AB trừ đi cung MC có cái gì đặc biệt? Nào, bạn nào thấy cái gì đặc biệt ở đây? À, số đo của cung AB và số đo của cung MC. Đấy, tại sao hai thằng này trừ đi nhau có gì đặc biệt ở đây? Đấy, ngồi nghĩ cho mợ cái này nhá. Ngồi nghĩ cho mợ cái này nhá. Rồi bây giờ đến lúc này thì mợ sẽ nhận xét cái góc C1 trước, sau đó mợ sẽ quay lại cái góc S1 sau.
Được chưa? Ok, rất tốt rồi, đã có một bạn ấy đã có một bạn ghi đúng ý của mợ rồi, đó là gì? Nguyên nhân C1 là góc nội tiếp, rất tốt, chính xác, đúng rồi, nó là gọi góc nội tiếp. Góc C, C nó nằm trên đường tròn, được chưa nào? Có hai cạnh là hai dây cung nên góc C1 của mợ là góc nội tiếp chắn cung. Được chưa? Góc nội tiếp chắn chắn cung gì? Chắn cung AM. Đấy, như vậy thì góc C1 của mợ, được chưa? Chính bằng 1/2 của góc của số đo của cung AM. Được chưa nào? Chính bằng số đo của cung AM. Đấy. Rồi, lưu ý cho mợ một điều nhá. Là gì? Đề bài cho mình dây AB bằng với dây AC. Đúng không? Nên chúng ta sẽ có số đo cung AB sẽ bằng số đo của cung AC. Đấy. Nhá, chúng ta có dây AB bằng AC đúng không? Từ đó suy ra số đo của cung AB sẽ bằng số đo của cung AC. Trời ơi, đúng không nào? Cái này mình học rồi nhá. Đấy, mở ngoặc liên hệ giữa dây cung và cung bị chắn. Đấy. Rồi, từ đó thì chúng ta sẽ có được là gì? Nào, anh này chị sẽ là số đo của cung AB này, mở thế bằng AC ở đây. Trừ đi số đo của cung MC. Đấy, chia cho 2. Và các con lưu ý là cung AC của mình là cả cái phần này. Thấy chưa? Trừ đi MC thì chắc chắn sẽ còn AM, đúng không? Đúng không nào? Trừ đi MC thì chắc chắn sẽ còn AM. AC trừ MC thì còn AM nhá. Như vậy thì chúng ta bằng số đo của cung AM chia cho 2 và cái phần này bằng với phần này. Được chưa? Như vậy là mợ đã chứng minh xong rồi nhá. Được chưa nào? Như vậy thì số đo của cung S số đo của góc S1 sẽ bằng số đo của góc C1. Được chưa nào? Đấy, rất tốt, chính xác, Nguyễn Ngân đã hiểu ra được bài rồi này. Rất hiểu bài rồi này. Đấy, thanh nhà này bằng số đo của cung AM rất tốt này, rất tốt. Đấy. Rồi, bao nhiêu bạn hiểu cái bài tập này rồi thì giơ tay cho mợ nhá. À, và nữa. Đúng rồi, Đỗ Mạnh Huy rất tốt. Rồi, ở cái bài này, cái mấu chốt của cái bài này để các con làm được bài đó là những cái sau. Thứ nhất, đó là trước khi làm cái gì đó thì chúng ta cũng nhận xét xem là nó là cái góc gì. Được chưa? Tiếp theo nữa, ở bài này các con lưu ý cho mợ cái điều đó là hai dây bằng nhau. Hai dây bằng nhau dẫn đến hai cung cũng bằng nhau. Được chưa nào? Đây là cái mấu chốt của bài này. Hai dây bằng nhau dẫn đến hai cung cũng bằng nhau nhá. Được chưa? Rồi ok. Bao nhiêu bạn hiểu bài tập này giơ tay cho mợ. Bao nhiêu bạn nào fan ruột của mợ đâu rồi, fan cứng đàn em đâu rồi? Hiểu bài này rồi, những bạn nào chưa học bài này trên lớp nhưng qua buổi học ngày hôm nay đã hiểu bài này rồi thì giơ tay cho mợ. Và nữa là comment câu thần chú ngày hôm nay. Nào. Đâu rồi? Nào, mợ nhớ được các tên sau nhá. Các bạn sau này, Thỏ Con này, Nguyễn Hằng này, Đỗ Mạnh Huy, Nguyễn Ngân này, ấy Thanh Nhà này. Được chưa? Ngọc Ánh, được chưa? Comment xuống bên dưới cho mợ nào. Đấy, thả tim nhá. Hiểu rồi thả tim và comment nhá. Đấy, và thêm nữa là comment cho mợ cái câu thần chú ngày hôm nay, Hằng Hằng này. Đấy. Rồi, Đức Nguyễn, Hoàng Lucky. Được chưa? Rất nhiều bạn là hôm nay mợ đã nhớ tên này, Hàn Subi này mợ cũng nhớ rồi này. Đấy, Duy Vương Đác này, đấy. Rồi, rất tốt, rất tốt, rất nhiều bạn Lê Hiếu mợ cũng nhớ rồi này, Xoáng Protein này. Được chưa? Đấy. Nguyễn Ngân em mới xem clip livestream buổi học của cô lần đầu tiên nhưng mà đã hiểu bài rồi, rất tốt này. Đấy. Rồi, bao nhiêu bạn nữa? Cái xin này trong bằng câu thần chú của chúng ta là trong, đúng rồi, bằng trung bình cộng, ngoài thì bằng trung bình hiệu,
các cung bị chắn, được chưa nào? Rồi ok, chốt lại buổi ngày hôm nay bằng câu thuần chú như vậy nhá. Rồi ok, buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bài số 3 dành chi riêng cho tất cả đàn em của mợ, làm bài tập về nhà. Được chưa nào? Bài số 3 làm bài tập về nhà nhá. Được chưa nào? Ok, tí nữa, một lát nữa thì mợ sẽ đăng cái bài tập số 3 lên, cái phiếu bài tập này lên, và các con sẽ trình bày bài tập số 3 và chụp ảnh cho mợ xuống cái phần comment nhá, cái phần bình luận ở phía bên dưới để mợ chấm điểm luôn nhá, được chưa nào? Rồi ok, bé Xin này, cô Đơn này, Đào Thị Thu Huyền này, rất tốt này. Rồi ok, ôi. Rồi các con ơi, buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong các buổi học tiếp theo nhá. Thế chưa nào? Rồi ok, cố gắng lên hơn 100 share để mở giữ lại buổi livestream ngày hôm nay. Thế chưa nào? Cố gắng hơn 100 share nhá. Thế chưa? Các con cố gắng hơn 100 share để mở giữ lại buổi học ngày hôm nay nhá. Ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con. Bye bye.